Wow, ở đây rất là ngon. Chị Misty ơi, wow, ngon lắm. Mà rất là tiếc là chị Misty không ở đây nha. Hôm nay, trời ơi, cái bún bột cũng ngon. Bánh căn trứng gà với lại trứng cút cũng ngon. Mà sắp sắp cũng ngon nữa. Xít nữa là chị Misty ăn được rồi. Mình hẹn 3 tuần, 4 tuần, mãi mãi không được. Nên là Woossi tới đây ăn một mình thôi. Xin lỗi chị Misty. Sai! From today, all videos on WoossitV have English subtitle below. Pressing the CC icon in the bottom right corners to understand what I'm talking about. But if you still cannot see my subtitle, you need to press setting here and then click on the playback and performance. And make sure that you stick on the always show captions and save it. Sai! Cháp cháp cùng Woossi. Chào mừng các bạn đến với TV, mình là Woossi. Annyeonghaseyo TV, video các bạn nhớ subscribe và các bạn nhớ bấm chuông nhớ Woossi nha. Ok, dạo này là mùa đi du lịch đúng không các bạn? Woossi thì mới đây đi du lịch ở Thái Lan rồi đi chơi và đi gặp ma sướng quá trời luôn các bạn. Đi gặp ma sướng quá trời luôn các bạn. Các bạn nào mà đã đi du lịch rồi thì các bạn nhớ bình luận cho Woossi biết nha mọi người. Và một trong những thành phố mà các bạn muốn đi du lịch trong Việt Nam là ở đâu các bạn? Đà Lạt đúng không? Trời ơi, Woossi đi Đà Lạt rất nhiều lần rồi và đó là quê của chị Misty. Và hôm nay thì mình đã tới quán mà nghe nói là bán những cái đồ ăn mà bán đồ ăn của Đà Lạt. Và clip này thì dành cho những bạn nào mà muốn đi Đà Lạt mà chưa đi được. Ok, đây là bánh căn Đà Lạt cô Quỳnh 58/8 đường Đồng Nai và đây là phường 15 quận 10 và thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam trai đất. Bánh căn Trung Quốc 30.000 số lượng ok, số lượng một chút. Sau đó là bánh ướt lòng gà các bạn. Ồ, món này có luôn. Với lại mì Quảng. Hôm nay thứ ba. Ở đây ghi là thứ hai, thứ năm thì được ăn bún riêu, còn mì Quảng là thứ tư, thứ bảy, thứ nhiều mới ăn được. Còn hôm nay là thứ ba, nên là mình chỉ ăn được bún bò. Thôi, vậy là mình chơi bún bò ha. Bây giờ mình đã kêu bánh căn, trứng cút với lại xíu mại và sắp sắp. Và bánh ướt lòng gà với lại bún bò với sữa gạo lứt. Ok, đồ ăn ra hết rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn thôi các bạn. Thật sự là nãy Woossi chỉ có kêu bán căn trứng cút thôi, nhưng mà Woossi nghe nói là ở đây bán căn trứng gà cũng ngon hơn nữa. Với lại ở đây nó đầy, mà trứng cút chỉ có như đây thôi. Cho nên là Woossi đã kêu thêm trứng gà rồi các bạn. Còn đây là bánh ướt lòng gà, bún bò, xíu mại. Còn cái này là sắp sắp, cái nhóm này gỏi của bò các bạn. Wow, giờ ăn nha. Không biết ăn cái gì trước nhỉ? Này trước. Thật sự là cái món bánh căn trứng cút với lại trứng gà là thật sự là món đầu tiên mình phải ăn khi mà mình tới Đà Lạt các bạn. Mình mời chị Misty nhiều lần nhưng mà chị Misty quá bự nên là ăn một mình. Wow, chị Misty ơi, ngon quá trời ơi. Chắc mình không cần đi Đà Lạt luôn á. Wow. Để cắm trứng gà nó khác như thế nào. Bạn nào mà muốn ăn kiểu nhiều hơn, đầy hơn và ngon hơn thì các bạn ăn trứng gà. Còn nếu mà các bạn muốn ăn nhỏ nhỏ thôi thì ăn trứng cút cũng được. Nhưng mà cũng sẽ cảm thấy ăn cả hai giống nhau mà, đâu khác gì đâu. Các bạn ơi, các bạn bây giờ có thể bình luận cho Woossi đó là nếu mà các bạn ăn bún bò thì các bạn bỏ sa tế hay là bỏ ớt. Các bạn nhớ bình luận cho Woossi biết nha. Của Woossi thì ớt, nếu mà mình chơi ớt. Trời, bún bò là phải ăn cay. Bún bò mà không cay mà không nóng là không phải là bún bò rồi, đúng không? Mình không sợ cay bởi vì ở đây có thịt bự cho bác. Xử lý sao ta?
Bây giờ mình sẽ ăn bánh ướt lòng gà nha. Ok, lòng gà ở đây thì có ba trứng lòng gà, hai cái bự một cái nhỏ. Bỏ nửa thôi các bạn. Ở đây có thịt gà với lại kiểu có mề gà. Mình là con trai mình tưởng là ở đây có hai trứng cho nó đều nhưng mà không ngờ là có ba cái luôn. What? Mềm mềm, đã. Đúng rồi, à, quên hoài. Ớt, đúng không? Quên cái vụ đó. Pha ớt. Hình gì cảm thấy nó thiếu thiếu các bạn. Đổ ớt nè, xong rồi đổ một chút. Này, ăn cay mới ngon. Ăn cay mới ngon. Thịt gà với mề gà. Cái này nó mềm như jelly các bạn. Mềm như thật. Wow. Tiếp theo là muối này phải không các bạn? Đá cặp ở đâu đó rồi nhưng mà không nhớ. Thật sự đến bây giờ không có, mình không có phân biệt được ngò với lại răm. Bỏ chân nó. Xoay. Tương ớt. Ở dưới thì như là nước tương thì phải nhưng mà mình bỏ. Ở đây bỏ nước mắm rồi. Mà nước mắm ở đây nó kiểu vị nó nhẹ chứ không phải là nó đậm như là chỗ khác. Sắp sắp. Đúng rồi. Nãy giờ thiếu tương ớt đó. Đúng rồi. Mình ở đây 11 năm mà mình đi Đà Lạt là kiểu rất là nhiều, đi nhiều lâu quá. Đi nhiều như là đi Vũng Tàu các bạn. Mình cảm thấy trừ ra hải sản nha. Mình nghĩ là muốn ăn Đà Lạt nó ngon hơn là Vũng Tàu. Vũng Tàu thì chắc chắn là hải sản ngon. Bây giờ là hamburger bán căn trứng gà nha. Ok, ăn xong mình sẽ nói cho các bạn là combo thứ nhất ngon hơn hay là combo thứ hai ngon hơn nhé. Ok, đây là bánh canh. Bánh canh hamburger. Các bạn xem này. Ủa nhưng mà nhìn giống hamburger thiệt á. Mình nghĩ là không bột bột ngon hơn. Đừng có bỏ vào quýt nha, quýt nha. Ok lắm. Wow, ở đây rất là ngon. Chị Misty ơi, wow, ngon lắm. Mà rất là tiếc là chị Misty không ở đây nha. Hôm nay, trời ơi, cái bún bột cũng ngon. Bánh căn trứng gà với lại trứng cút cũng ngon. Mà sắp sắp cũng ngon nữa. Xít nữa là chị Misty ăn được rồi. Mình hẹn 3 tuần, 4 tuần, mãi không được. Nên là hôm nay tới đây ăn một mình thôi. Xin lỗi chị Misty. Nếu mà chị Misty đang xem clip này á, nhớ đi ăn nha. Nhớ bình luận nha. Bấm like nữa. Và xin rất cảm ơn mọi người đã xem clip của Si. Và các bạn nhớ subscribe và các bạn nhớ bình luận cho Woossi, đó là Woossi ơi hãy ăn với Misty đi. Để chị Misty qua chung với Woossi nữa các bạn. Nhớ nha mọi người, subscribe và bấm like. Và các bạn nhớ chia sẻ cho Woossi nhá. Sa hay. Thì chị Misty bài nhạc này nhá. Sang 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 sang. Bài này nhá. Chị Misty ơi, ngon lắm. Mà rủ hoài không tới. Là sao?